Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 33 của bộ truyện. Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Tiếp theo đó chuyện gì đến thì sẽ đến, anh em tự suy diễn đi nha. Con thuyền lênh đênh vô định trên biển, sắc trời cũng đã dần chuyển sáng, mặt trời dần ló dạng để đón một ngày mới. Cậu ngồi dựa vào thuyền trong trạng thái thư thả, trong lòng cậu là cô gái, cô ấy sau một đêm mệt mỏi liền ngủ đến sáng, cậu vừa ôm gái vừa ngắm bình minh tươi đẹp, đúng là số hưởng. Lúc này cô gái thức dậy, cô đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện mà trở nên buồn tuổi. camera chết rồi, hợp đồng chủ tớ thất bại, tôi phải về nhà Saito chịu phạt. Cậu nghe vậy nhẹ nhàng an ủi, cũng như là đang khuyên răng cô, đừng làm ninja cái gì nữa, ra sống vào chết. Một người con gái trẻ như cô cứ sống bình yên không tốt sao. Nghe những lời cậu nói, hai mắt cô trở nên rưng rưng, nhưng tôi không biết mình còn có thể làm được cái gì. Chúng tôi làm ninja đều là những cô nhi được nhà Saito nhận nuôi từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn được huấn luyện rất nghiêm khắc nói ninja là số mệnh duy nhất của chúng tôi cậu nghe những gì cô nói liền không quan tâm ngay lập tức lôi ra tấm thẻ đen vip làm bừng sáng cả một vùng trời cậu đưa tấm thẻ cho cô gái tay gãi gãi đầu nhìn cô chiều mến cậu đây là muốn tạo cơ hội cho cô gái đây mà không biết muốn làm cái gì vậy thì đi tìm thử đi trong này có một tỷ tiền nước hoa cô có thể từ từ tìm chuyện mà mình muốn làm làm người mà mình muốn trở thành sau này cô chỉ sống vì bản thân thôi cô gái nghe được những lời đó phát ra từ miệng của cậu thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng nước mắt lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, Lâm Tân, cảm ơn anh. Độ hảo cảm được cộng thêm 45%, Saito Asuka đạt đến 90%, hoàn thành giai đoạn nghịch tập đầu tiên. Giữa cảnh biển xinh đẹp, cô gái không thể nào kiếm chế được mà lao vào ôm lấy cậu thật chặt, hệ thống phát thưởng, tiêu 1 tỷ năm tiền nghịch tập cho Saito Asuka, hoàn trả 10%, 150 triệu hoa tệ đã chuyển đến tài khoản cá nhân của bạn, phần thưởng toàn thuộc tính, hiện tại, toàn thuộc tính cấp 4, thưởng một trong ba kỹ năng. Hãy chọn trong thời gian cho phép tinh thông đàn piano, kỹ năng cấp A, tinh thông múa tay, kỹ năng cấp D, tinh thông nhảy lục giác, kỹ năng cấp D. Tại thành phố, tiếng thông báo vang lên toàn thành phố, chủ tịch Kameda Kento của doanh nghiệp Kameda. Tối qua đã chết trong biệt thự của mình, dựa theo nhân chứng cho biết, hiện trường cực kỳ đáng sợ, đến nổi các từ miêu tả ra đều phải che mờ. Vệ sĩ của ông ta cũng có rất nhiều người chết, suy đoán sơ bộ là do ninja ám sát, nghi ngờ do đối thủ tài phiệt làm ra. Mấy thùng hàng lớn chứa đựng văn vật Hoa Quốc đã được đóng gói cẩn thận và được mang lên thuyền cậu cùng huyên huyên rời đi đại sứ quán nước hoa ra tiễn cậu ông ta nắm lấy hai bàn tay của cậu khuôn mặt vui vẻ cũng may kameda kaeteo đã chết rồi hai người cũng có thể về nước an toàn rồi một lần nữa cảm ơn sự cống hiến mà cậu đã làm vì nước hoa cậu nghe vậy cũng lịch sự trả lời cảm ơn đại sứ quán đã bảo vệ chúng tôi kameda kia coi như là ác có ác báo đi sau khi tạm biệt xong tất cả mọi người mà hai người quen biết ở nước nhật hai người từ từ di chuyển lên máy bay chuyện đã được giải quyết viên mãn rồi đáng tiếc hiếm có dịp đến vương quốc tiểu oa không vui chơi thoải mái được như ngâm nước nóng gì đấy huyên huyên nghe cậu nói vậy thì tiếp lời lần sau lại đến đi theo hình thức giao lưu văn vật ấy cậu cảm thấy như vậy cũng được được thôi hai người lên máy bay bay về nước hoa máy bay bay cao trên bầu trời bên dưới cô gái nhìn theo chiếc máy bay mà cậu đang ngồi cô gái lúc này vô cùng xinh đẹp mà nở một nụ cười kiều diễm làm sao xuyến lòng người cô lấy tay vén đi mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy lâm tân đợi tôi hoàn thành một số chuyện cá nhân xong thì tôi sẽ đến nước hoa tìm anh bởi vì hình như tôi đã tìm được mục tiêu của đời mình rồi. Lúc này cậu và Huyên Huyên cũng đã trở về nước an toàn, ga đến B, Huyên Huyên chỉ bảo mọi người chuyển văn vật xuống dưới và sắp xếp an toàn, cẩn thận một chút, đều là những văn vật quý giá đấy. Cậu lúc này bỗng dưng giật mình phát hiện chuyện gì đấy. Hệ thống xuất hiện, đếm ngược thời gian chọn một trong ba kỹ năng, một tiếng 16 phút 23 giây, tinh thông đàn piano kỹ năng cấp A, tinh thông múa tay kỹ năng cấp D, tinh thông ngải lục giác kỹ năng cấp D. Cậu thấy vậy thì gãi gãi đầu vì mém tí nữa cậu quên mất vụ này suýt chút nữa thì quên một chuyện quan trọng như vậy rồi, lúc đấy chỉ chuyên tâm an ủi Saito Asuka. Cậu đứng vòng tay nhìn kỹ năng xem xét, hai kỹ năng còn lại là cái quỷ gì vậy, chọn đàn piano đi, có thể dùng được. Sau khi cậu chọn xong, hệ thống hiện lên, đã chọn tinh thông đàn piano, kỹ năng cấp A. Lúc này từng kiến thức về piano liên tục theo tiếng đàn mà chảy vào não cậu, tuy đã trải qua ba lần nhưng cậu vẫn ngạc nhiên không thôi, đỉnh vãi, một lượng lớn kiến thức về đàn piano chảy vào trong não. Cậu đang chăm chú thì có một tiếng gọi tên cậu, Lâm Tân, cậu nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại xem là ai. Người gọi cậu thì ra là Hi Hi, cô xinh đẹp cùng bộ váy quyến rũ, trên tay còn là chiếc túi cậu tặng, "Tôi đến đón anh đây, có ngạc nhiên không?" Cậu nghe vậy thì nhìn Hi Hi, chẳng trách trước đó hỏi tôi bao giờ về nước, cô đúng là ân cần thật. Hi Hi vội chạy đến, hai tay động chạm cậu, khuôn mặt cô đỏ ửng, "Tôi, nhớ anh." Nhân lúc cậu không phòng thủ, Hi Hi đặt lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào chào mừng cậu về nước khiến cậu ngạc nhiên. Sau khi hôn xong mặt cô còn đỏ hơn khi nãy. Hi Hi vén đi mái tóc của mình nhìn cậu chiều mến. Tôi đưa anh đi ăn trước, sau đó, chúng ta đi xem nhà. Tôi đã chọn một căn 90 mét vuông, giá khoảng 150 vạn. Nghe Hi Hi nói đến đây cậu mới nhớ lại. Đúng rồi, mua nhà, cậu bày ra dáng vẻ hết sức hào hứng, tay còn nắm chặt. Mới 150 vạn thì sao đủ được, đã tặng phải tặng đồ đắt. Lời này của cậu khiến Hi Hi có chút ngạc nhiên. Lúc này cậu cùng Hi Hi rời đi, mua nhà có thể tiêu rất nhiều tiền. Độ hảo cảm bây giờ của La Nhã Hi là 95% rồi đúng không? không biết khi đạt đến 100% thì sẽ như thế nào, thật tò mò, cậu lấy tay tròn qua eo Hi Hi, chúng ta đi, lúc này Hi Hi phát hiện, xe dân dụng mà tôi gọi tới rồi. Cậu đang cùng Hi Hi rời đi thì lúc này Huyên Huyên quay đầu lại gọi cậu, Lâm Tân, anh đi đâu vậy, nghe Huyên Huyên hỏi cậu trở nên giật hết cả mình. Cậu giải thích, ồ, cái đó, tôi với bạn bè, lúc này nhìn lại thì không thấy Hi Hi đâu cả, cậu hoang mang, hả, người đâu, lúc này Hi Hi đang lẫn trong đám người phía trước để gọi bác tài. Huyên Huyên đỏ mặt xinh đẹp nhìn cậu, bạn của anh đến đón anh hả, nhất định là anh em tốt rồi, sự hiểu lầm thật lớn. Cậu đang đứng thì Huyên Huyên chủ động đến đặt một nụ hôn lên má cậu, cậu đang ngại ngùng giải thích, a, à, cái đó thì đã bị hành động của Huyên Huyên làm cho kinh ngạc. Sau khi hôn xong cô cúi gầm mặt, chuyến đi đến vương quốc tiểu oa này đã vất vả cho anh rồi, bất chấp nguy hiểm như vậy. Chỉ vừa nói xong Huyên Huyên đã ngại ngùng chạy đi, bây giờ việc sắp xếp những văn vật này cứ giao cho tôi đi. Cậu lúc này trở nên đỏ mặt toát mồ hôi với suy nghĩ của mình, a, à, bọn họ có được tính là hôn gián tiếp không? Hi hi trong xe taxi vẫy tay bảo cậu lên xe, Lâm Tân, lên xe đi, cậu gãi gãi đầu đi đến, mình đây là đã tránh được một kiếp tranh chấp rồi sao. Ok video hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.